biết điều tôn trọng người lớn đây là kính lao đắt thọ. Đánh tám ba mà nó ra ba tám thì đấy là số may mắn nhỏ. Nhưng mà tôi không sao, tiền thì đã mất rồi không việc gì phải nhăn nhó. Nếu mà cảm thấy cuộc sống bế tắc hãy bước cho mình một bát bò. Mà chỉ cần phút vô cái chứng minh thư và sổ hộ khẩu, mang qua tiệm cầm đồ, không vấn đề gì về tôn trọng. Đọc cái địa chỉ nhà đó cho thằng em qua nhà mày check đã. Đưa cho mày tờ giấy mình chỉ phải ký là mất tiền mà. Nếu mà nó có hỏi thì mày cứ bảo là anh mình giới thiệu bông cái bạn 20 mà mày đừng cầm về tận 16 triệu. Đường đường là một sân chơi, cái gì chứ tiền thì không được thiếu. Mày cứ chơi đồ hiệu thì kiểu gì chẳng có nhiều đồ yêu. Vì anh nói lớn và chắc đôi tay anh cảm ơn mà không ngớt được.
chấp đôi tay, anh cảm tâm một câu mưa.